Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc bị 40 nước đồng loạt phát đơn kiện. Trung Quốc đã trở thành bị đơn cô độc nhất trên thế giới khi có đến hơn 10.000 người ở trên 40 quốc gia đệ đơn kiện đòi bồi thường. Sự việc khiến nhiều người liên tưởng đến vụ bồi thường vào năm Canh Tý đã xảy ra đúng 120 năm trước giữa Trung Quốc và 8 quốc gia dưới thời của Từ Hy Thái Hậu. Mặc dù vụ kiện chưa dẫn ra, nhưng nhiều kịch bản và sự bồi thường lịch sử này đã được dư luận thế giới đưa ra. Và gần đây có một bài báo có tiêu đề Báo cáo nghiên cứu về tính khả thi của việc bồi thường cho liên quân 80 nước được lưu hành trên mạng xã hội WeChat ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh bát quốc liên quân diễu hành chiến thắng ở Bắc Kinh vào năm 1900. Tác giả đã chỉ ra một phần mở đầu bài báo rằng vào năm Canh Tý 1900, Thái hậu Từ Hy đã tuyên chiến với 11 quốc gia. Sau thất bại, chính quyền Mãn Thanh đã phải ký Hiệp ước Tân Sửu vào ngày 7 tháng 9 năm 1901 với 8 quốc gia gọi là bát quốc liên quân, gồm Đức, Nga, Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Ý, Bỉ. Ngoài ra còn có thêm 4 nước khác là Áo, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và đồng ý bồi thường 450 triệu lượng bạc, sử sách gọi là bồi thường năm Canh Tý. Giá trị bồi thường tương đương với 67 triệu bảng Anh thời giá năm 1900 và tương đương với tổng sản phẩm quốc nội GDP trong 5 năm của Trung Quốc lúc đó. Tác giả nói rằng dịch bệnh đang như lửa bỏng, dầu sôi lan rộng trên khắp thế giới. Nhiều quốc gia trên thế giới đều đã thất thủ. Bồi thường năm Canh Tý của 120 năm trước có lặp lại một lần nữa hay không là một câu hỏi được đặt ra. Tác giả phân tích rằng Liên Hợp Quốc đã tiến hành điều tra ngọn nguồn của dịch viêm phổi Vũ Hán. Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới thông đồng với Trung Quốc giấu dịch. Anh cũng theo chân Mỹ và các quốc gia khác lên án Trung Quốc. Cộng thêm tiếng nói của các kênh truyền thông, tiếng nói của người dân trên thế giới và các vụ kiện được khởi xướng, tác giả cho rằng môi trường bên ngoài Trung Quốc đã thay đổi. Và giờ đây Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đối mặt với liên quân 8 nước như thời Mãn Thanh trước đó, mà có thể phải là liên quân 80 nước, bát thập quốc liên quân. Bởi có nhiều nước muốn truy trách nhiệm và đòi Trung Quốc phải bồi thường vì đã gây ra thảm họa toàn cầu hiện nay. Và nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc Ngô Kiến Dân nói rằng những thiệt hại về nhân mạng và kinh tế mà dịch bệnh gây ra cho các quốc nước châu Âu và châu Mỹ lần này thật sự quá khó để ước tính. Đây là món nợ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể trốn thoát được. Đây là hình ảnh biểu đồ phản ánh mức ảnh hưởng của đại dịch tới chứng khoán thế giới. Ông Ngô nói tiếp, vậy món nợ này phải tính thế nào đây? Cuối cùng, mọi người đã thống kê ra những con số tổn thất rất lớn về kinh tế và mạng người. Con số này sẽ được tính thế vào với Đảng Cộng sản Trung Quốc thế nào đây? Vấn đề này cần được thực thi bằng nhiều biện pháp khác nhau. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thể chế độc tài, bất hảo. Nó nhất định sẽ không muốn thừa nhận bệnh dịch này bùng phát ở Vũ Hán đầu tiên. Đến tận bây giờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn làm đủ mọi cách để vu oan, giá họa cho Hoa Kỳ mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Và Thịnh Tuyết, một nữ nhà văn người Canada gốc Hoa chia sẻ tiếp như sau. Cộng đồng quốc tế nhất định phải hiểu rõ một đạo lý rằng đằng sau thảm họa lớn của thế kỷ này, việc bắt Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi thường là cách làm đúng đắn và có trách nhiệm. Bắt Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bồi thường không có nghĩa là bạn đang gây khó dễ cho Trung Quốc. Không phải là đặt đổ Trung Quốc, cũng không phải là cách đang gây tranh cãi cho người dân Trung Quốc. Bởi người dân Trung Quốc vừa khéo lại không có đủ khả năng vào các điều kiện hoàn cảnh cần thiết để chấm dứt chính quyền tàn bạo này. Và tác giả báo cáo trên tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chịu bồi thường, dù về việc lý thuyết và khả thi, nhưng nó sẽ phải đối diện với trách nhiệm và áp lực đạo đức rất lớn từ quốc tế. Một khi quyệt nợ, nó sẽ rơi vào thảm cảnh không trốn dung thân trên trường quốc tế. Thịnh Tuyết chia sẻ tiếp như sau, cộng đồng quốc tế có thể liên kết lại với nhau, cùng chung tay tính sổ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây rất có thể là một đòn chí mạng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cục sụp đổ. Xét về một thời điểm này thì đây cũng là sự giúp đỡ lớn nhất của đối với người dân Trung Quốc. Bà cũng cho rằng sau khi tình hình dịch bệnh có phần cải thiện hoặc chấm dứt hoàn toàn, sẽ có nhiều người nữa đứng ra truy cứu trách nhiệm đằng sau trận đại dịch này. Như vậy, sẽ càng có nhiều người hơn tìm đến Đảng Cộng sản Trung Quốc để tính sổ. Đài truyền hình và phát thanh truyền hình nước Pháp RFI dẫn lời một cây bút thời luận Edouard Therault của báo kinh tế Los Echo cho rằng Trung Quốc cần phải trả giá vì đã làm lây lan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ra toàn thế giới. Cũng giống như thảm họa Chernobyl
vào năm 1986, cuối cùng đã khiến chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Việc để virus corona lan truyền nghiêm trọng là do sự im lặng, dối trá và các hoạt động tuyên truyền của chế độ Trung Quốc toàn trị gây ra. Đây là hình ảnh thảm họa hạt nhân kinh hoàng tại Chernobyl, nỗi ám ảnh với nhân loại được liên tưởng tới đại dịch hiện nay do Trung Quốc gây ra. Và với nhà báo Theros, chỉ có một cuộc điều tra quốc tế trên thực địa từ Vũ Hán đến Bắc Kinh với sự bảo trợ của một tổ chức quốc tế không chịu ảnh hưởng của Trung Quốc mới cho phép tìm ra đáp án và đánh giá trách nhiệm của Trung Quốc trong việc để đại dịch lan truyền. Cùng với đó, cần vô hiệu hóa vai trò lớn của Trung Quốc trong ban lãnh đạo của một số tổ chức chiến lược toàn cầu, và trong khi chờ kết luận điều tra quốc tế thì việc đầu tiên là tạm đình chỉ công tác của các nhà lãnh đạo người Trung Quốc đứng đầu các tổ chức quốc tế này. Về mặt kinh tế, mặc dù không thể cấm Trung Quốc đầu tư vào các doanh nghiệp nước ngoài và quyền nhận cổ tức, nhưng đã đến lúc phải xem xét lại quyền biểu quyết của họ do tính nguy hiểm của chế độ Bắc Kinh hiện nay đang kiểm soát mọi hoạt động đầu tư dù là nhỏ nhất bên ngoài Trung Quốc. Cũng trên tinh thần bảo vệ lợi ích sống còn và chủ quyền của châu Âu, việc để các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp sử dụng các công nghệ quan trọng của Trung Quốc không còn phù hợp. Cuộc khủng hoảng này buộc châu Âu tái đầu tư ồ ạt vào các ngành và lĩnh vực quan trọng, di dời sản xuất về gần châu Âu, xa Trung Quốc nhất như có thể. Việc này cũng là cần thiết nhìn từ góc độ sinh thái. Và chi phí thế giới phải bỏ ra để đối phó với dịch virus corona là vô cùng lớn, nên cần có sự đóng góp tài chính quan trọng và dài hạn. Vì thế, nhà báo Theros đề xuất nhóm G20 trừ Trung Quốc áp thuế 20% hàng năm trong vòng 5 năm đối với tất cả các hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc, tức là tương đương với khoảng 2.500 tỷ đô la một năm. Số tiền này dành cho nỗ lực phục hồi và tái thiết của các nước là nạn nhân bất đắc dĩ của virus corona. Việc tăng thuế 20% như trên cũng sẽ khuyến khích các nước hồi hương các ngành sản xuất chiến lược mà họ đã từng tin tưởng giao phó cho Trung Quốc và không muốn nhiễm virus kép, tức là virus corona và virus của chế độ độc tài Bắc Kinh. Các quốc gia trên thế giới phải tạo ra cán cân quyền lực mới với Trung Quốc và các chế độ chư hầu của Bắc Kinh. Và James Corky, nhà văn và diễn giả tại Hoa Kỳ, tác giả của cuốn sách có tựa đề The China Crisis, tạm dịch là Cuộc khủng hoảng Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc phải trả giá trên mọi phương diện. Đây là hình ảnh bài viết của James Corky, nhà văn và diễn giả tại Hoa Kỳ, tác giả cuốn sách có tựa đề The China Crisis, thì có nghĩa là tựa đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc phải trả giá trên The Epoch Times. Ông viết trong bài tham luận bày tỏ quan điểm của mình như sau: một số người như dân biểu Jim Bank và thượng nghị sĩ Martha McLeary đã đề nghị Tổng thống Trump ép buộc Trung Quốc miễn nợ 1,1 tỷ đô la đang nằm trong tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đây là một sự khởi đầu thuận lợi. Trên thực tế, thiệt hại Hoa Kỳ đang phải gánh chịu còn lớn hơn rất nhiều so với số tiền đó. Một lựa chọn khác là lập tức tịch thu toàn bộ tài sản nước ngoài của Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc tịch thu những bất động sản và tài sản từ các công ty khắp nơi, trải dài khắp nước Mỹ, từ San Francisco đến Manhattan, Boston, và tại London, Paris, Milan, Rome, Tokyo, và bất kỳ nơi nào trên thế giới bị thiệt hại vì virus viêm phổi Vũ Hán gây ra. Thậm chí cần phải tịch thu cả tài sản cá nhân của đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cần đóng băng tất cả các tài khoản môi giới và tài khoản tại ngân hàng nước ngoài của từng đảng viên. Hơn nữa, cần thắt chặt tất cả các truy cập vào thị trường gọi vốn, cần tịch thu nhà ở và tài sản đầu tư ở nước ngoài, cổ phiếu và trái phiếu, tất cả các lợi ích kinh doanh khác và bất kỳ hình thức đầu tư nào bên ngoài Trung Quốc ở các quốc gia sở tại. Và biện pháp trừng phạt Trung Quốc cũng có thể bao gồm mọi thỏa thuận công nghệ, thỏa thuận thương mại, lô hàng thực phẩm, nguyên liệu thô, IP và bất cứ thứ gì hỗ trợ cho sự tồn tại của chính quyền Bắc Kinh. Chúng ta đang chi trả hàng nghìn tỷ để hỗ trợ cho các nền kinh tế tại Hoa Kỳ và châu Âu, vậy nên Trung Quốc phải trả giá. Cũng cần phải thu hồi mọi nguồn tiền, nguồn thu nhập, đòn bẩy chính trị từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, cần đình chỉ tất cả các nội thảo chuyên môn, hội thảo khoa học, sản xuất và phòng thí nghiệm có liên quan đến Trung Quốc đại lục. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, những tài sản đấy sẽ được xem xét hoàn trả. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chứng tỏ họ không xứng đáng có vị trí trong cộng đồng quốc tế. Những kẻ côn đồ Bắc Kinh nghĩ rằng họ có thể dùng virus để tiêu diệt phương Tây. Đây là lúc cả thế giới phải tước bỏ nguồn tài chính và các nguồn thu nhập trên thế giới khỏi tay những kẻ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cứ tiếp tục bán sản phẩm từ bàn tay của hàng triệu người lao động bị cưỡng bức trong các trại cải tạo lao động cho Kazakhstan, Iran và Zambia, để rồi rốt cuộc họ xoay sở ra sao. Và điều này nên thực hiện càng sớm càng tốt, sau đó hãy để lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đối diện với sự phán xét của chính công dân của họ. Hồi cuối tháng 3, các nghị sĩ của hai viện
Quốc hội Mỹ đang đề xuất một số nghị quyết để buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc họ đã xử lý sai lầm dịch bệnh virus Vũ Hán, trong đó có nghị quyết đưa ra những yêu sách cụ thể với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Haley và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào ngày 24 tháng 3, tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Haley đã đề xuất nghị quyết kêu gọi các giới chức y tế cộng đồng đa quốc gia mở một cuộc điều tra quốc tế nhằm tìm hiểu cách Trung Quốc ứng xử đại dịch virus corona chủng mới trước ngày 11 tháng 3 và cách xử lý đó gây hại thế nào đối với người dân Hoa Kỳ và thế giới. Nghị quyết của Thượng nghị sĩ John Haley đề xuất Thượng viện cũng đưa ra các yêu sách thiết thực hơn như định lượng thiệt hại về kinh tế và sức khỏe của nước Mỹ và người dân Mỹ, đồng thời thiết lập các cơ chế yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải bồi thường. Trong khi đó, nghị quyết do dân biểu Jim Banks đề xuất tại Hạ viện yêu cầu Trung Quốc rút lại tuyên bố lên án virus corona có nguồn gốc từ quân đội Hoa Kỳ, hủy bỏ quyết định trục xuất các nhà báo Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc, trả tự do cho các nhóm thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương. Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros phải rút lại lời khen ngợi Trung Quốc và dừng hỗ trợ chế độ này tuyên truyền thông tin sai lệch về dịch viêm phổi Vũ Hán. Thông tin mới đây cũng cho biết hai thượng nghị sĩ Marsha Blake và Martha McSally sẽ đưa ra luật ngăn chặn bệnh truyền nhiễm virus xuất phát từ Trung Quốc để đảm bảo là Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu những hậu quả trong vai trò làm cho virus này lây lan ra toàn cầu. Đây là hình ảnh thượng nghị sĩ Marsha của Đảng Cộng hòa tại Mỹ. Luật ngăn chặn COVID sẽ cho phép người Mỹ kiện Trung Quốc và đòi bồi thường tại các tòa án Mỹ vì các tác hại do virus chết người này gây ra cho nền kinh tế và sinh mạng của con người, các nhà giới chức đã nói như vậy. Dân biểu Texas Lance Corden cũng đang đưa ra Hạ viện dự luật tương tự. Và luật ngăn chặn COVID sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về pháp lý và tài chính vì đã làm cho COVID-19 lây lan tại nước Mỹ. Người Mỹ sẽ có các công cụ pháp lý để kiện Trung Quốc tại hệ thống tòa án Liên bang Mỹ vì tạo ra và làm tệ hại thêm cho dịch bệnh trên toàn thế giới. Luật căn cứ trên các quy định hiện có trong luật, các miễn trừ vì chủ quyền nước ngoài và bãi bỏ việc không bị truy tố vì chủ quyền nước ngoài đối với những nước phát tán các loại vũ khí sinh học. Và giữa lúc con số tử vong và thiệt mạng và thiệt hại tài chính do virus corona tăng cao, Trung Quốc phải bị buộc trả giá cho những thiệt hại mà người Mỹ và các giới chức cũng đã nói như vậy. Và ngày càng nhiều các tổ chức cá nhân đệ đơn khởi kiện Trung Quốc, ngày càng nhiều giới chức từ các quốc gia khác nhau đề nghị mở các cuộc điều tra mang tầm cỡ quốc tế để làm sáng tỏ nguồn gốc của đại dịch này, và ngày càng có nhiều con đường để đòi Trung Quốc bồi thường. Facebook Dương Huân nhận định tiếp như sau. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ cũng nhận thấy sự thay đổi tình hình, nên cho cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị vào ngày 8 tháng 4 vừa qua đã kêu gọi chuẩn bị tư tưởng và công tác ứng phó những thay đổi hoàn cảnh bên ngoài kéo dài. Theo giới quan sát, giới lãnh đạo Trung Quốc rất hiếm khi đưa ra những nhận định kiểu như thế này. Nếu thảm họa nguyên tử Chernobyl góp phần vào sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Liên Xô, thì đại dịch viêm phổi Vũ Hán liệu có làm nên kỳ tích cho một sự đổi thay lịch sử với sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020, với bản tin Trung Quốc bị 40 nước đồng loạt phát đơn kiện. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.